Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2022-2023 bằng hình thức trực tuyến với 62 điểm cầu trên cả nước. Điểm cầu Ninh Bình được tổ chức tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy với sự tham gia của hơn 200 cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Tại buổi lễ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông theo hướng lồng ghép với các phong trào hoạt động của nhà trường một cách phù hợp hiệu quả. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ngành giáo dục và các cơ quan liên quan, đặc biệt là lực lượng công an để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các em học sinh cũng đã được phổ biến những kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa giao thông đối với học sinh, sinh viên, tham gia trò chơi trả lời các câu hỏi liên quan đến luật giao thông đường bộ, đồng thời được hướng dẫn lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách, kiểm tra các phương tiện trước khi tham gia giao thông, thực hành kỹ năng ngồi và lái xe an toàn, trang bị kỹ năng phòng tránh, xử lý tình huống trong lúc điều khiển mô tô, xe máy, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, tai nạn có thể xảy ra. Thông qua hoạt động này, góp phần hình thành và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên.